ในที่ทหารเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยđiểm á nó tổng chung lại nó chỉ có một cái ý nghĩa chính của nó còn nhớ cái trọng tâm của chú niệm là nhớ tại nó có cái một tâm nhớ cái trong kinh của Theravada tức là kinh mà cái nhà bây giờ cứ nói là kinh văn cảnh chứ nó cũng không có phải là văn cảnh nhưng mà cứ gọi là văn cảnh năm bộ kinh Nikaya niệm Phật niệm pháp niệm tăng niệm giới niệm thiên niệm định niệm tuệ niệm chết thế thì chín cái niệm đó trong đó có cái niệm Phật. Niệm Phật là đứng đầu. Giờ sư hỏi quý vị chứ niệm Phật được cái loại gì? Mình ngồi thiền 3 tiếng đồng hồ rồi trong đầu mình cứ niệm Phật nhớ tới Đức Bổn Sư rồi nó hết đau không? Nó có hết đau không? Ngồi 3 tiếng đồng hồ rồi mình thấy đau quá cái mình đó, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật rồi nó hết đau không? Không, nó vẫn còn đau y nguyên. Cái niệm Phật nào nó hết đau? Niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Thế Âm Bồ Tát cứu con rồi nó hết đau. Hay là niệm Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật là vị Phật chuyên môn về thuốc á. Chữa bệnh á. Khi mình đau quá mình niệm Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật rồi nó hết đau. Cho hết đau quá muốn vậy là phải niệm liền không bị gián đoạn rồi có người nói niệm liền bị gián đoạn chiều nay lên ăn ngồi từ 2 giờ đến 6 giờ nha không có nhúc nhích không phải là hết đau mà quên đi cái đau cái niệm đó làm quên cái đau thầy bây giờ thầy sư không có cãi sư biết là anh nói là trúng rồi nhưng mà 2 giờ đến 6 giờ anh ngồi liên tục 4 tiếng hồ không đứng dậy rồi anh cứ trắc nghiệm tại vì cái điều mình nói Phật nói là phải trải nghiệm không có lý thuyết Phật không chấp nhận giả thuyết Phật không chấp nhận lý thuyết Phật nói trải nghiệm đối với Phật là những sự thật là phải thấy được rõ ràng nó phải trải nghiệm bây giờ ngồi từ 2 giờ tới 6 giờ rồi anh cứ niệm Phật á liên tục xem anh niệm thứ nhất liên tục được không cái gì nó có hết đau không à, nếu mà nó liên tục và nó hết đau thì cái điều suy nghĩ của anh là đúng còn không có thì anh phải được sửa niệm Phật niệm pháp niệm tăng niệm giới niệm thiên chín cái niệm niệm chết nữa. Trong kinh có dạy thế thì bắt cái chữ niệm Phật rồi và từ cái chữ niệm Phật ấy mà nó sinh ra đủ chuyện niệm Phật nào niệm như thế nào có người nói niệm là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật có vị thép đấy Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni có vị thép là Nam Mô A Di Đà Phật đủ thứ có người thì niệm Quán Thế Âm có một trường phái khá nổi tiếng ở bên nước ngoài của người Việt đi đâu cũng niệm Quán Thế Âm có những vị nữ lưu cũng thuộc hàng thức giả nên tính nghe đấy mà Quán Âm cứ thế mà niệm mà
hiện giờ đó có trong túi khoảng chừng 100 triệu đô, cũng nhờ pháp môn niệm lại. Tại người ta theo nhiều quá, người ta cúng dường nó sẽ hết rồi. Nhưng mà ở trong nước thì lại chê cái đạo Phật pháp. Thế thì về đúng hay sai? Hòa nói giờ trước hết niệm là nhớ. Thế niệm Phật là gì? Chúng ta tu chúng ta phải hiểu. Phật nói kẻ nào tin ta mà không hiểu ta là thị bán ta. Thế niệm Phật là gì? Niệm là nhớ. Nhớ Phật. Nhớ Phật là Phật cứu không? Nhớ Phật là Phật có đưa cho mình giải thoát không? Nếu không thì ta phải suy nghĩ trong kinh nói gì. Phật do chữ Buddha. Là giác. Nhớ. Tức là nhớ rõ, nhớ chính xác, nhớ như thật. Chứ không có nhớ vẽ, nhớ tưởng tượng. Tưởng tượng ra cái gì đấy, rồi nó là mình nhớ. Nhớ như thật tức là nóng biết nóng, lạnh biết lạnh, cứng biết cứng, mềm biết mềm. Nhấc chân lên, biết cứng biết mềm, đó là nhớ. Dạ, biết rất rõ. Buddha. Buddha đó. Buddha đó là người, người giác ngộ. Buddha là đứng giác ngộ cũng vậy à, không thua gì hết á. Nhưng mà cái chữ Buddha này á, là giác, là biết. Cho nên á, có những vị á, thì biết rõ ràng cái chữ này nó như vậy. Cho nên nó gọi là đạo Bụt. Là do cái chữ này thôi. Nhưng mà đạo, tên gì thì nó cũng là dân chế định. Đức Phật đâu có nhận ngài là Phật đâu. Con chú nhỏ nhỏ lên gọi ông Phật thì ngài nói ừ. Nhưng mà ngài lúc nào cũng nói Như Lai. Như Lai là Thakata. Như Lai là cái tên gọi, tức là nó vô duyên, tức là không có chức vị gì hết. Có duyên thì thể hiện, không duyên thì thôi. Trong bối cảnh thì nó thể hiện. Thakata là Như Lai, rất là khiêm tốn Như Lai. Tức là có như không, không như có không quan trọng. Đủ duyên thì nó thể hiện ra. Cho nên Đức Phật mới nói Như Lai không đến không đi, không sống không chết không còn, không vừa còn không vừa mất. Tất cả những cái định kiến về Như Lai đều sai hết. Tại vì nó vô duyên, nó kết hợp. Đúng duyên thì nó thể hiện ra, đúng duyên thì không thấy. Như bóng tối với ánh sáng, bật đèn lên thì không có thấy bóng tối nữa. Tắt đèn thì thấy không bóng tối. Nó đúng duyên nó thể hiện ra thôi. Như Lai là ý nghĩa như vậy. Thế thì niệm Phật, bây giờ Khoa nói niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thiên, bây giờ nói cái chữ niệm Phật thôi. Niệm là nhớ, mà Phật đó là giác. Có nghĩa khi ta niệm thì ta tỉnh giác. Ta nhớ mà nhớ trong tỉnh giác, chứ không nhớ trong mê. Nhấc chân lên, biết rất rõ, nhớ rất rõ, tại vì có tác ý. Nhấc chân, nhấc chân, nhấc chân, nhấc chân, nhấc chân, có tác ý. Có tác ý. Đạp xuống, biết rất rõ, cứng biết cứng, mềm biết mềm, nóng biết nóng, lạnh biết lạnh. Làm sao mình biết được cái đó là nóng lạnh? Làm sao mình biết cái đó là cứng mềm? Làm sao mình biết cái đó là nhấc chân lên? Vì cái nhớ nè. Vì cái nhớ mà mình biết. Chứ không phải tự nhiên mình nhấc chân lên mình biết. Tức là trong cái thức á, nó đã có sẵn về cái hành động nhấc chân lên. Cho nên khi mình tác ý nhấc chân lên, mình tưởng là cái mới không có, cái thức cũ nè, cũng mềm từ đời nào đó,
nó tác động ở trên bộ não và bắp thịt. Đó, bắp thịt. Rồi cái chân, cái tay nó di động. Đó. Cái này nè, nó làm ra cái mới. Cái cử động mới, cái hành động mới. Thế thì cái hành động mới dẫu là nói là có tác ý đi chăng nữa cũng vẫn bị ảnh hưởng bởi cái nhớ cũ. Cái nhớ cũ nó đã có sẵn rồi. Nhấc chân lên. Tại sao nhấc như thế này? Mà nó nhấc như thế này. Nhấc chân lên, đạp chân xuống. Nhấc chân lên, đạp chân xuống. Tại sao nó làm kiểu khác? Tại vì nó đã nhớ. Cái nhớ cũ này điều khiển cái hành động mới. Và rồi cái hành động mới nó lại có những thông tin va chạm nóng lạnh cứng mềm, nó lại làm giàu cho cái kho thông tin cũ. Và cứ như vậy, nó như cái vòng xoắn này của lò xo đó. Ta tưởng rằng là nó quay về chỗ cũ, tức là từ cái cũ nè tác động lên cái mới, rồi cái mới đi ngược lại cái cũ, tác động hai chiều như vậy. Ta tưởng là như vậy, nhưng mà trên thực tế nó không phải vậy. Nó là như cái lò xo, nó không quay về cái điểm cũ này, mà nó quay về cái điểm khác hơn là điểm cũ. Bởi thế chính cái nhớ này đưa tới sự tỉnh, tại vì nó là cái mới, nó vẫn là vòng tròn. Mình nhìn như thế này thì mình thấy nó là trên mặt phẳng hai chiều, thì mình thấy nó là cũ tác động lên cái mới, mới tác động lên cái cũ, luân hồi tái sinh. Nhưng mà thật sự nó không phải vậy. Nó tại vì nó có yếu tố thời gian nữa mà. Yếu tố thời gian nữa. Cho nên cái này nó động, nó không có đứng một chỗ trên mặt phẳng, mà nó như cái lò xo. Bởi vậy sư nói hoài kiếp này vợ vợ chồng chồng, kiếp sau mẹ mẹ con, cái vòng mới. Nó còn vòng cũ nữa. Nó vẫn trong mối quan hệ trong cái vòng tròn này. Cho nên khi ta nhấc thở nè, nhớ nè, mà tỉnh giác nè, ta biết ta đang thở vào, ta đang thở ra, hơi thở có nóng, có lạnh. Nhưng mà cái mà mình vừa mới nhận biết, cái nhận biết đó, cái biết ở đây và cái biết ở đây không giống nhau. Đừng có tưởng là từ cái hơi thở đầu tiên cho tới hơi thở cuối cùng là mình biết là biết giống nhau. Không phải. Thấy nó nóng tức là nó nóng hết. Thí dụ như đang sân hoặc là khí hậu bên ngoài nóng, bên trong mình nó mát mẻ vừa mới tắm xong, cái mình ngồi thiền bên ngoài nó nóng quá, cái mình hít vào mình thấy nó nóng rõ ràng, hơi thở nó vào nóng rõ ràng. Mình nhận biết rằng nó nóng, nhưng mà thực sự ra mình bị cái thức cũ này, cái nhớ này nó ở trong não nó nhảy ra liền để cho mình nhận biết. Nó nhớ mà nếu mình tỉnh giác thì nó nhận biết, còn nếu mình không tỉnh giác thì chả biết nóng lạnh. Mình thở vào cái hồi mình ngủ gật, giống như vua Ba Tư Nặc á, khi Phật giảng, Phật hỏi gì không? Vua mà còn ngủ khi Phật dạy, Phật nói là nhiệm màu như vậy mà vua còn ngủ thì hà uống gì người khác. Cho nên có gì phiền não đâu. Nhiều lúc cái sư trước hạ hội chúng đông á, nó thấy nó ngủ gần nửa. Có người hỏi, ủa sao mà ông giảng hòa vậy, nó ngủ nửa rồi mà ông còn giảng nữa. Nó hồi xưa vua còn ngủ, Phật giảng vua còn ngủ, tôi mà giảng nửa mà nó không ngủ hết là tôi may à. Ngủ hết tôi mới dở chứ còn ngủ có nữa à. Tức là tôi còn giỏi, không sao hết á. Quan hệ như thường. Hồi xưa vua giảng, hồi xưa Phật giảng mà vua còn ngủ, vua mừng trước nè. Cho nên nó bị Phật Phật gặp chứ. Còn xong chưa chắc đã thấy hôm trước. Biết mà, hôm trước. Phật gặp ngủ. Rồi nhưng mà sau đó Phật kêu vào trong phòng riêng, Phật sách tấn, chỉ trích, nói rõ ràng. Là ông là người mà bao nhiêu dân
họ trông chờ vào ông, nhìn vào ông. Cho nên đại vương cũng cẩn thận, ăn uống điều độ, sinh hoạt ban đêm điều độ. Ban đêm sinh hoạt quá mức, rồi sáng ra ăn với điểm tâm ăn thật nhiều, bụng nó no, người nó mệt, ngồi nó phải ngủ luôn, chuyện bình thường. Chuyện bình thường. Quý vị mới tu tập 3 giờ sáng, cho nên một vài ngày đầu ngủ là chuyện bình thường. Mà con ngáy cũng là chuyện bình thường. Sư nghe hết chứ không nghe. Kỳ này sư không có thấu âm nữa chứ. Thấu âm thì phát ra cho nghe có ai ngáy không. Nhưng mà chuyện đó là chuyện bình thường. Nhưng mà khi mình huân tập thì cứ nhớ. Khi mình ngủ giật mình, tỉnh lại, đó là giác. Nhớ rằng mình đang tu thì giải thoát sinh tử. Ghê sợ tội lỗi, nhàm chán, không có phóng dật, không có lăng xăng, thì từ từ nó huân tập. 3-4 ngày nó mới thuần thục. Cho nên cái khóa mà kéo dài 21 ngày còn ngắn. Đáng lẽ nó phải kéo dài 1 tháng. Có 21 ngày thì ngắn quá. Tại vì nó mất 4-5 ngày đầu để huân tập cái mới, thay thế cái cũ quá xấu. Vì nó nhớ cái cũ nè, nó tác động lên cái mới, ra cái hành động mới. Cho nên nó ngủ. Nhưng mà tại vì cái tiềm thức của nó sai khiến nó ngủ, nó cứ tác động vậy, không cự lại được. Cho nên muốn huân tập cái mới, tức là cái biết nè, thì nó phải có nhớ. Nhớ hôm trước chúng ta học rồi, nay khỏi học. Mình giác là tỉnh giác, tức là không có ngủ nữa. Thức tỉnh. Cái thức tỉnh này á, nó không phải thức hoài đâu. Có lúc nó tỉnh, có lúc nó không. Quý vị nói là ngồi thiền ấy, có lúc tỉnh, lúc không hả? Phải không? Ngồi thiền có lúc tỉnh, lúc không hả? Không. Ngồi ăn cơm á, cũng có lúc tỉnh, lúc không. Mắt mở trừng trừng, tay cầm muỗng múc, mắt tâm để chỗ khác là không có nhớ rồi, có gì đâu. Ăn có một chén cơm thôi, 20 phút, bao nhiêu lần cái tâm mình nó chạy đi chỗ khác, nói đi. Nếu mà tâm ở chỗ đó, thì cứng phải biết cứng, mềm phải biết mềm, đắng cay mặn phải biết. Mà cái tâm gì sanh ra ngay cái lúc mà đắng cay mặn nhận biết ấy. Nếu nó vừa miệng mình, tâm hoan hỷ sanh. Và nếu cái người tu thuần thuộc quán liền, tâm hoan hỷ vừa sanh, tâm hoan hỷ vừa diệt. Có cái sanh diệt của cái tâm hoan hỷ thì mới là tu thuần thuộc. Còn lúc này mình ngồi á, ăn ngon quá, cái nó 5 phút, 3 phút, 2 phút, có nhiều khi 1 phút rồi, nó nhảy ra đi đâu mất tiêu á. Mà giật mình cái kéo nó lại. Cũng may là hồi chúng đây chưa có ai đắc tha tâm thông mình, những người ta chưa có biết là mình linh tinh. Chứ bây giờ quý vị tự nghĩ cho mình đi, mỗi người tự nghĩ đi. Ngồi ngay cái bữa cơm á, bao nhiêu lần cái tâm nó nhảy ra. Rồi bao nhiêu lần con mắt mình muốn dồn qua bên này, dồn qua bên kia. Là lăng xăng, hôm qua sư nói đó, phóng dật. Cộng lăng xăng. Là thành ma, là vọng. Phóng dật là tâm, lăng xăng là thân. Con mắt mà nhìn chỗ khác là cái thân đi theo à. Con mắt là thân. Con mắt mà nhìn cái là cái tâm nó chạy theo. Mà tại sao á, mình biết ăn phải lo ăn, phải chú tâm vào, nhai, nuốt, các cảm thọ ở trên miệng, trên thân đều biết. Bây giờ sư hỏi quý vị về trên, khi quý vị nhai đó, cái đầu ngón chân nó biết không? Đừng nói không biết ạ. Chưa thấy thì tưởng là nó không biết. Hôm trước nói rồi, toàn thân nó đều có bộ nhớ. Ăn mà ngon quá, toàn thân nó rung động. Nó quái quá mà. Toàn thân nó rung động. Dây hệ thống thần kinh từ trên dưới rung nhớ. Tại sao ăn cái bánh xèo rồi á, nhìn coi còn có cái nữa không, không đứng dậy ăn cái nữa. Tức là cái nhớ cũ nè, nó nhảy xuống nó điều khiển cái tổng mới. Và hãy có thỏa thích trong cái vòng tròn này thì tiếp tục sinh tử luân hồi, sống đây.
sinh tử luân hồi rồi thì làm sao mà chết những sinh tử luân hồi? Cứ sinh diệt, sinh diệt, sinh diệt. Cho nên niệm á là nhớ, niệm Phật á là giác, Phật là giác, tức là lúc nào cũng biết, nhớ nhưng mà cũng biết. Đừng có sợ là nhớ sai, sai biết sai, đủ rồi. Nó phải có sai mới thấy, nếu không sai sao thấy. Nó phải có ngủ, mình mới biết, mình ngủ. Và khi ăn, cái tâm nó chạy lăng xăng, nó phải có chạy lăng xăng mình mới biết. Nhưng nếu mình không biết, thì tức là cái thức cũ lại tiếp tục điều hành cái mới, và nó cứ lăng xăng như cái này này. Như cái lò xo, và sinh tử ngay trong lúc sống, ngay trong lúc ăn cơm, mắt mở trừng trừng mà vẫn ngủ, mắt mở trừng trừng mà vẫn mê. Đấy, cái hậu quả của không nhớ đó. Là mắt mở trừng trừng mà vẫn mê. Thế thì ngồi thiền á, mà lỡ có ngủ gục, giật mình cái, nhận biết, tỉnh giác, biết rằng mình vừa mới gục, nhớ. Tức là giải đãi, phóng dật, thân lăng xăng, nó chưa quen, không có gì hết, sám hối liền. Nhận biết, sám hối. Sám hối nó làm cho mình tỉnh táo một chút. Rồi cái mình lại tiếp tục nữa. Trên cái hành trình nó còn dài mà, nó cứ lăng xăng này mà. Cho nên nhớ mà giác á, tức là niệm Phật á, tức là nhớ rõ, nhớ như thực, nhớ không có vẽ vời, nhớ không có tưởng tượng. Ngủ thì biết mình ngủ. Mà nhìn trái ớt á, kinh nghiệm của mình đã có ăn nó cay rồi, thì nó nhớ, nhớ thì mà nhớ, ớt nó cay. Tất cả những cái gì nó tương tác với nhau đều phải nhớ, đều phải rõ. Sinh hoạt hàng ngày đó, bước đi đang bước từ từ, cái thấy trời mưa, cái mồm mồm chạy, giật mình nhớ lại là biết mình sai thì đi chậm lại. Đừng có sợ là sai, nhớ là mình sai mới là quan trọng, nhớ là mình bị lăng xăng phóng dật mới là quan trọng. Tỉnh giác mà nhớ, từ cái niệm này nó mới đưa tới chánh niệm. Chánh niệm sẽ học sau, trong khóa này học hết bát thức đạo, nhưng mà phải biết trước niệm là gì cái đã. Niệm không có gì quan trọng hết đó. Bây giờ quý vị muốn niệm gì cũng được, A Di Đà Phật cũng được, rồi bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật cũng được, rồi niệm Quán Thế Âm cũng được. Ngồi thiền nó buồn ngủ quá, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát cứu con buồn ngủ, con biết con ngủ con sẽ bị đọa, kiếp sau con sẽ làm đắng. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát cứu con, nó cũng linh ứng nhưng mà không đâu. Tại sao vậy? Tại vì cái đề mục đó mình đang ưa thích, mình đang ưa thích Ngài Quán Thế Âm, cho nên khi mình khởi tâm mà mình niệm câu là nghĩ nhớ, thì cái này nó tác động làm cho mình hoan hỷ. Và chính cái động tác hoan hỷ đó, nó đánh tan tất cả những cái ác pháp. Tại vì khi nghĩ tới Ngài rồi thì mình nhớ được và mình làm liên tục được. Còn nếu mình không thích thì nó không liên tục. Cái gì thích á, nó mới chạy tới ngoài. Còn cái gì không thích á, mà có bảo làm á, nó nên chút xíu cái nó quên à. Tại không thích. Bây giờ có người nào là thích Quán Thế Âm cứ niệm. Ngồi thiền đó, thấy hình Quán Thế Âm trước mặt đi. Sao hết á? Nó trở thành đề mục. Nhưng mà giữ được hình nó bao lâu? Bây giờ nói con, cả đời con chỉ có sùng tin và hoàn toàn tin vào Ngài Quán Thế Âm. Bây giờ thử ngồi thiền á, nhắm mắt lại, thấy Ngài Quán hình Quán Thế Âm trước mặt, rồi thử mình đếm coi bao nhiêu phút mình giữ cái hình đó, nó không di động, nó không nhảy ra. Nếu mình giữ được 5 phút là khá rồi, mình sẽ không tin. Dẫu là có tin Ngài Quán Thế Âm cỡ nào đi chăng nữa, cũng chỉ 1 phút, 2 phút rồi. Rồi cái nó nhảy ra cái giật mình kéo lại. Bây giờ nếu quý vị nào tin Ngài Phật Di Lặc thì cứ nhìn thấy hình Đức Phật Di Lặc trước mặt đi. Và giữ cái hình đó được bao lâu? Nếu giữ được lâu thì mình mới biết rằng mình có tín,
tiến mà tiến sâu, tiến sâu, tiến không di chuyển. Ở trong kinh Tăng Chi, khi Bà La Môn hỏi Đức Thế Tôn, giới cư sĩ của Ngài Cù Đàm có bao nhiêu người chứng đắc A-la-hán? A-la-hán tức là không còn sanh nữa. Thì cũng như tu sĩ, tu cũng chứng A-la-hán tức là hết rồi, tới đó là hết rồi, không còn tái sanh nữa. Thế Bà La Môn mới hỏi, trong chi hố cư sĩ tức là cơm áo gạo tiền tóc tai đầy đủ, vợ chồng, có bao nhiêu vị chứng A-la-hán? Đức Phật nó có 21 người nam, 27 người nữ chứng A-la-hán. Và trong kinh Tăng Chi có ghi rất rõ tên từng người, vị đó tên gì đã chứng A-la-hán. Thế rồi Đức Thế Tôn mới hỏi, vậy thì có bao nhiêu vị chứng dưới Tư Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A-la-hán? Đức Phật nói cả hàng chục ngàn. Thế các vị Bà La Môn mới thắc mắc, tu cách nào, cái pháp nào mà chứng A-la-hán, cư sĩ cũng chứng. Đức Phật nói, điều thứ nhất, sáu pháp tu để chứng A-la-hán. Đức Phật nói, pháp thứ nhất, có lòng tịnh tín bất động nơi Phật. Tức là nhớ nè, nhớ Phật mà nhớ bất động, tức là không có cái gì di chuyển được. Thấy ánh sáng, thấy âm nhạc, không thích mà chỉ có trước mặt chỉ thấy Phật. Tâm luôn luôn nhớ tới Phật, nằm ngủ cũng nhớ tới Phật, ăn cơm cũng nhớ tới Phật, lúc nào cũng nhớ tới Phật, tức là liên tục. Nhớ mà nhớ liên tục, không bị ngắt quãng. Mà nếu không bị ngắt quãng thì không có ác pháp chen vào. Đây hoàn toàn là thiện pháp. Tại vì Phật tức là giác, lúc nào nó cũng tỉnh giác, lúc nào cũng nhớ, có lòng tịnh tín bất động nơi Phật. Tức là tin Phật là đấng giác ngộ, tin rằng đó là con đường chỉ dẫn cho mình đi. Và vì tin như vậy cho nên mình không có sao lãng, mình không có lăng xăng, không có phóng dật. Thì ngay cái chỗ đó, giác và nhớ là niệm thôi. Trước hết chúng ta học niệm, rồi từ từ chúng ta sẽ học cái chánh niệm. Phải biết niệm trước cái đã. Thế thì khi chúng ta hành trì, chúng ta mới tác ý thực sự ra cái thức cũ này nó đã có nằm trong đó, cho nên cẩn thận. Cẩn thận, phải nhận biết nó là cái cũ, chứ không phải cái mà mình muốn nó lại, hay là muốn nó lại. Tôi nhấc chân lên à, cái đầu tiên thì là cái ý của mình, cái thứ gì cũng là ý của mình, tức là cái mới này. Tới cái thứ ba đó, cẩn thận, cái ý cũ đó, nó nhảy ra, nó điều khiển thành thói quen. Tới cái thứ tư, thứ năm mà mình không có tỉnh giác, cho nên phải có tỉnh giác, không được ngủ, lúc nào cũng phải tỉnh. Còn không có cái ý cũ nó điều khiển cái mới, nó trở thành ra một cái thói quen liên tục mà mình tưởng tượng rằng mình đang tác ý, mà không phải. Cái ý cũ điều khiển cái ý mới, tái sinh ra cái khác. Cái ý thứ ba này nè là hoàn toàn mới, không phải là cái cũ và cái này, mà nó là cái mới tinh. Rồi cái mới tinh này nó nhập một với cái cũ, nó trở thành cũ, rồi nó cứ tiếp tục tác động như vậy. Và nó làm cho mình không cưỡng được, mà mình tưởng chừng như là tôi đang làm cái mới, mà thật sự ra cũ mệt. Chỉ có một, hai, may ra là còn cái mới, tại vì nhớ và giác. Tới cái thứ tư, thứ năm, nó rớt trở lại cái vòng tròn này, vòng tròn của sanh diệt. Cho nên Đức Thế Tôn nói, kẻ nào thấy pháp, tức là sao? Thấy được sự sanh diệt. Bây giờ không biết nó cũ mới, nhanh quá à. Tôi chỉ nắm cái sanh diệt là có thể nắm được. Ý sanh, ý diệt. Nhấc chân lên, ý sanh, đạp chân xuống, ý diệt. Nhấc chân lên, thân nó động, đạp chân xuống, thân nó ngưng. Có sanh có diệt trong các pháp. Thì bây giờ tôi thay vì chú ý từng pháp, đặt tên, chạy theo, vất vả quá, tôi chỉ đồng hóa nó cái bổ số chung, sự sanh diệt của các pháp. Hơi thở cũng vậy,
sự sanh diệt của hơi thở. Tâm gì đi theo cái hơi thở, sự sanh diệt của tâm. Nhấc chân lên đều có cảm thọ, bóp cái chân đau quá bóp cái chân, sự nhắc lại lúc bóp chân bóp từ trên đầu gối xuống, chú ý cái tay bóp vào cảm giác như thế nào, nó sanh cái diệt ngay lúc đó. Chúng ta tu từng cử động một, không bỏ cái nào hết. Thế thì cái ý của mình đó là ý mới hay ý cũ, hay là cái ý thứ ba? Cho nên thận trọng, nếu mà mình nhớ và tỉnh giác thì cái đó là biết, nhận biết. Và mỗi cái nhận biết nó cứ bồi đắp một chút thì nó sẽ được cái nhận biết giả. Cái nhận biết này rất tạm thời. Nếu mà siêng năng á, liên tục này, nhớ và liên tục á, thì cái nhớ á, cái biết á, từ từ nó dài rồi nối lại những cái đó, nó sẽ chen vào những quảng hở, không bao giờ biết hết đâu, không bao giờ nhận biết hết đâu. Còn đang tu mà nếu mới nhận biết hết rồi chứ từ đầu hoàn mất tiêu rồi, tức là nó còn những kẻ hở. Mắt nhìn vẫn thấy ưa thích, mũi ngửi đồ ăn vẫn ưa thích, ngồi đây nghe nhà bếp chén đũa nó cuông, thế là nó tưởng tượng, tức là những cái liên tục này nó không còn nữa, nó mất liên tục. Nó chen vào ác pháp là âm thanh ánh sáng mùi vị, mà các thứ đấy nó chen vào. Cho nên cái nhớ này không liên tục, nhưng mà cố gắng quan tu thì nó sẽ liên tục. Bởi vậy cho nên đó, lúc hành trì thiền hết ngồi thiền rồi á, đi kinh hành liền, đừng có chờ, tại vì nó phải liên tục. Rồi hết kinh hành á, ngồi xuống. Chúng ta cần cái gì? Cần nhớ và giác, tức là sự nhận biết liên tục. Thế sự nhận biết liên tục cái gì? Sanh diệt của các pháp. Thế thì câu hỏi là có cần ngồi 3 tiếng đồng hồ không? Không. Nếu mà ngồi mà ngủ gục ít là gì? Nếu đau quá 45 phút ta không cưỡng, tại vì đè nén nó sẽ ức chế và nó tạo ra cái tâm sân. Khi nào nó đau quá mà ta bắt đầu ta cảm thấy sân, nhất biết là mình sẽ nổ sân. Đâu đừng có sợ, kệ đó, chừng nào nó nhào ra cái sân đó, nó nhảy ra cái sân, nó sân ra thì biết cái sân sắp sửa sân, nó từ từ nó đứng dậy, chú ý cái thân, ta đi kinh hành 5 phút, ta tiếp tục đồng hồ đi xuống, làm tiếp, tức là cái sự liên tục, cái nhớ này nè, nó liên tục, mình huân tập nó mà, đi kinh hành xong rồi ngồi đi kinh hành, đừng có trả bài. Tức là ngồi đâu rồi á, nói thôi đi kinh hành 1 tiếng 15 phút là ngồi. Đâu quá chứ gì, đứng dậy đi kinh hành 15 phút. Rồi cái kiếp cớ đi toilet, đi uống cà phê, đi dòm trời dòm đất, mà nghĩ rằng kinh hành không quan trọng, ngồi mới quan trọng, cái đó hoàn toàn sai. Giác nhớ đi sát trong mọi hành động, mở mắt ra nhìn bên ngoài, rớt đi vào toilet để tránh cái mà phải đi kinh hành nhàm chán, ngồi chứ còn thấy cái này kia, đi kinh hành giống như đi bộ, tất cả đều rớt, tại vì nó không liên tục. Đây là ý thức kỷ luật mà, cho nên tâm mình, quý vị á, muốn ngồi 45 phút cũng được, ngồi 50 phút cũng được, ngồi 1 tiếng cũng được, ngồi cho tới khi nào cái sân nó nhảy ra. À, thấy mặt mũi cái sân rồi, cười với nó, đứng dậy. Có khi 45 phút, có khi 65 phút, có khi 90 phút. Nó đau nhưng mà cái sân chưa nổi lên, không đứng dậy. Giận, thấy nó khó chịu, bực bội, là lúc bây giờ cái sân nó bắt đầu á, thì ta đứng dậy, không cho, đứng dậy đi. Mỗi người mỗi khác. Cho nên sư mới nói cách quản ra để chính giữa có thể đi kinh hành được, hoặc là phía đằng sau có thể đi kinh hành được. Ở đây sư không có đặt cái nguyên tắc là 1 tiếng đồng hồ rồi phải đi kinh hành 1 tiếng, không. Tùy hỷ, tùy thuận mà. Mình không có tùy duyên mà tùy thuận, tức là mỗi căn cơ khác. Cho nên cái vị này có thể ngồi 1 tiếng rưỡi thì cứ ngồi, tại vì tâm sân nó chưa nổi lên, thì cứ ngồi. Ngồi tiếp tục quán hơi thở, mà càng á, theo kinh nghiệm của sư á, sau cái phút 70 á, là bắt đầu nó nhẹ nhõm lắm,
cái tâm mình nó chú được vào cái chỗ đó có thể đưa tới đỉnh. Từ khoảng 45 cho tới 70 khó chịu. Trước 45 thì nó rất là nhẹ nhàng, nó chưa đau. Từ 45 cho tới 70 nó khó chịu. Từ 70 hay 75 thì lại cho tới về sau rất là thoải mái. Nhiều khi nó tê chân á mà còn không thấy nữa, tại vì cái tâm của mình nó chú liên tục, nó nhớ và nó liên tục vào cái đề mục. Đề mục đó là hơi thở, nóng lạnh, cứng mềm, nóng lạnh, cứng mềm, điểm nào bắt đầu, điểm nào cuối cùng, bắt đầu vào, cuối cùng vào, bắt đầu ra, cuối cùng ra. Nó bám sát vào cái đề mục á, nó không có rời nữa. Sau cái phút mà 75 á, nó bám sát, nó đủ khả năng bám sát. Còn trước đó thì nó đi đứt đoạn. Cho nên á, khi mà đau quá thì hắn đứng dậy. Còn thấy theo thói quen á, chán quá ngồi ngoài cũng chán quá, đứng dậy là lập tức phóng dật và lăn xăng. Thì coi như những cái công lao mà tới đi á, là coi như tới chơi, không ít lợi gì hết á. Chẳng được cái gì hết. Đó là chưa nói đi kinh hành á, nó thấy đi dễ. Sư nói thật với quý vị, đi kinh hành nó khó hơn ngồi thiền, tụ cái tâm được. Còn khi cái này toàn thân nó di động, ngay cả các vị tu sĩ cũng thấy khó, nhưng không phải là dễ dàng. Đi như thế này mà định được rất là khó, khó hơn ngồi nhiều. Nhưng mà có nhiều vị đi lỏng thỏng rồi cái 15 phút sau thấy biến mất ra, đi ngoài xem bông xem hoa, rồi đi uống nước, rồi đi toilet, rồi đi ra đằng trước xem bông xem hoa, nhìn trời nhìn đất. Sư thấy sư tội nghiệp quá. Tại vì công lao ngồi thiền một tiếng rưỡi đồng hồ đau chân để thực hiện được, mà đi ra xem bông xem hoa, xem trời xem đất, nghe này kia là vứt đi hết, nó đổ xuống không hết. Tại vì năm căn nó mở, nó rung, thì tất cả những cái gì mà nhớ được, ghi nhận được, nó bị phóng dật lăng xăng nè, nó xóa hết. Các pháp ác pháp chen vào, ma pháp chen vào, vọng tưởng điên đảo nó chen vào, chỉ có thấy ma thôi. Tức là thấy trời, thấy đất, chứ còn không thấy cái tâm của mình, không thấy được cái sự sinh diệt của các pháp nữa. Thỏa thích trong cái những sự rung động về ánh sáng, về âm thanh, về bông, về hoa, và tưởng tượng nhiều thứ. Mình nghĩ như vậy là mình giải trí, relax hay là thoải mái, không phải. Tâm mình tiêu diệt mình. Công lao mình ngồi 2 tiếng đồng hồ, trong đó 1 tiếng rưỡi là ngồi thiền, áo chân muốn chết, đi kinh hành 15 phút, chán quá. Tại đi không có chú tâm mà, đi thiền khác, mà đi chơi khác, chơi nó không chú tâm, chán quá, đi ra kia xem bông, xem hoa, đi xa sau, đi toilet, mượn cớ vậy đó. Nhưng mà thấy nó đứng ở cửa toilet hoài, không chịu vô. Thì có nghĩa là sao? Có nghĩa là đổ hết tất cả công lao 1 tiếng rưỡi đồng hồ một thiền đất xuống dưới ông công hết. Tại vì con mắt nó nhìn cái bông, cái hoa, tai nó nghe âm thanh, rồi cái da nó xúc chạm khí hậu bên ngoài. Năm căn nó mở, thông tin nó vào, 1 giây đồng hồ 7 tỷ, 7 ngàn tỷ. Thì những cái gì mà ngồi trong này á, là mất đi đổ xong xuống biển của. Chẳng được gì cả. Tại cái nhớ này, nó không có biết, nó không có giác. Tại vì phóng dật và lăng xăng, tâm và thân đều động. Ủa? Thế thì chúng ta đó, quan trọng là phải nhớ và liên tục. Ăn cơm cũng vậy, là thiền, thiền ăn. Nhớ rõ ràng, múc cái muỗng thứ nhất, ăn hết. Cứng biết cứng, mềm biết mềm. Đắng cay đều biết, tâm gì sân đều biết, nó vừa miệng mình khởi tâm hoan hỷ. Cái tâm hoan hỷ là tâm ma. Lập tức coi nó vừa sân, nó vừa diễn. Còn nếu không á, thì có 1 phút đồng hồ thôi, lập tức cái tâm nó nhảy ra, đi về Sài Gòn, đi Vũng Tàu đâu rồi. Thân ngồi đây ăn, mắt mở trần trần, nhưng mà tâm ngủ mê. Nó đi chỗ khác rồi, nó không còn đây nữa, tức là tâm ngủ mê. Nó không còn nhớ, và nó không còn nhớ thì nó không có giác. Đấy, một chút xíu vậy đó. Niệm là nhớ. Và Phật nói, ở trong kinh Tăng Chi, cư sĩ cũng chứng được là có được lòng tịnh trí bất động nơi Phật. Tin mà tin không có gì để, tức là không có một cái ác pháp nào chen vào được, chứ không phải tin Phật Thích Ca. Giác
nhưng mà không có một ác pháp nào chen, một cái pháp bất thiện nào chen vào được, thì nó phải liên tục. Chính vì như vậy mà các ngài chúng ta làm biết nhận biết rõ ràng, và không có lúc biết lúc không biết, không có lúc nào cũng biết nhận biết rõ ràng, nó liên tục, nó nhớ nhớ liên tục, nó mới thành tựu. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, bây giờ nói rất rõ niệm Phật. Bây giờ quý vị muốn niệm Phật nào cũng chính hết ạ. Phật A-di-đà, Phật Quán Thế Âm, Phật Thích Ca. Vì tất cả các vị ấy không thể nào biết quý vị từ ma mà thành thánh được. Các vị đó chỉ được quý vị mà thôi. Và quý vị phải tự biến mình, tự huân tập mình, nhớ liên tục và tỉnh giác. Bởi vậy trong kinh, trong bài kinh Tứ Niệm Xứ, Đức Phật nói rất rõ: nhiệt tâm tinh cần tỉnh giác, tức là phải nỗ lực, phải tinh cần, tức là mỗi ngày mỗi tới mà phải tỉnh giác, tức là thức. Thức đây không phải là mở mắt trừng trừng, ngồi ăn cơm mở mắt trừng trừng á, nhưng mà nó ngủ, nó tâm nó ngủ đi đâu mất tiêu rồi. Đừng sợ là mình ngủ, chỉ sợ là không biết mình ngủ. Cho nên đứng xa lại, khi biết mình ngủ rồi lập tức kéo cái tâm trở lại. Mỗi một ngày trong đời sống, một ngày bước đi, chân đi, rồi mắt nhìn đều phải tỉnh giác và phải nhớ, nó ghi nhận vào trong cái thức. Và khi chết á, vừa mới thở ra cái hơi cuối cùng á, lập tức cái thức, thức tái sanh nó xuất hiện, tức là cái hơi đó nó xuất hiện lên. Những cái gì mà mình ghi nhận trong suốt cuộc đời mình thì chính lúc đó nó sẽ dẫn dắt mình đi. Nếu mình chứa những ác pháp thì chính những cái ác pháp đó là những cái mà nó thỏa thích trong cái ác pháp. Pháp bất thiện làm cho con người thỏa thích, pháp thiện nó làm cho con người thỏa thích đâu, pháp bất thiện nó mới làm cho con người thỏa thích. Và chính cái đó nó dẫn mình đi. Nhà cửa, vợ chồng, xe cộ, con cái, cái đó là bất thiện pháp, nhưng mình thỏa thích trong cái đấy, thành thử là tiếp tục quay trở lại để có vợ, có chồng, có cha, có mẹ, có anh, có em, có nhà, có cửa, có đủ thứ. Thầy tu thì có đệ tử, có chùa, mà cứ như vậy sinh tử ưu bi khổ não, cho tới khi nào thấy rất rõ các pháp đó nó không có gì hết, nhớ biết rõ nó bóng trăng như đây nước, giỡn chơi đùa gì đó. Như ảo thuật gia họ tay vào trong cái nón, lấy ra con chim, con cá, con này kia đủ thứ, sờ thấy được mà nó thật mà. Nhưng mà không lẽ trong cái nón này nó có cái đồ đó mà cứ lấy ra ngoài, lấy hết cái này kia ra, tức là nhà ảo thuật gia, tức là bằng sự nhanh nhẹn nó làm che mắt chúng ta, và chúng ta tưởng lầm, tức là ngũ quẩn, nó đánh lừa chúng ta. Bài này để chuẩn bị cho cái bài sau về ngũ quẩn, về nhớ thân và tứ đại là gì, ngũ quẩn là gì.